Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi, Hiubo, xin chào tất cả anh em. Tôi Tư, chào tất cả anh em. Tôi Mạnh, chào tất cả anh em. Tôi Văn Tiến, chào tất cả anh em. Ok các bạn ạ, thì như mọi người biết ấy, thì bên Thái Lan ấy, họ là hay làm mấy cái món hải sản ví dụ như ghẹ hoặc là tôm, người ta sốt thái nha các bạn nha. Thì hôm nay ấy, anh em mình gọi là phá cách một xíu, anh em mình làm món gọi là hàu, anh em mình gọi là trộn đu đủ, gọi là sốt Việt Nam nha các bạn nha. Đấy thì bình thường ấy thì mọi người sẽ thấy là người ta sẽ sốt ghẹ trộn đu đủ, gọi là gói ghẹ trộn đu đủ. Thì hôm nay anh em mình chơi hẳn gọi là hàu, anh em mình trộn với đu đủ nha các bạn nha. Nói chung đây sẽ là món gói hàu trộn đu đủ. Đấy thì cái món này thì nghe tên không thì chắc là anh em cũng chưa trải qua bao giờ đâu đúng không? Em như có xem người ta làm cái món kiểu rằng khỏi bên Thái Lan rồi, làm kiểu có đu đủ rồi, em biết cái kiểu gì rồi. Đấy. Mà ăn biết thế nào thôi. Nhưng mà anh em mình thì làm kiểu kiểu phá cách một xíu ấy. Bình thường thì mình không thấy ai làm hàu mà trộn với cả đu đủ cả. Nhưng mà hôm nay là anh em mình gọi là có chuẩn bị rất là nhiều hàu này con này. Đây, toàn những con hàu to này. Ui, to phết nhỉ. Đấy, xong là hàu này anh em mình sẽ đem về anh em mình gọi là trần sơ qua này, rồi anh em mình sẽ lạo gọt đu đủ này, rồi nguyên liệu những thứ đấy, cà rốt những thứ, rồi là anh em mình sẽ làm cái món gọi là gói hàu trộn đu đủ Việt Nam nha các bạn nha. Anh em nào ấy mà kiểu xem mà thấy cảm thấy ok mà ngon ấy thì anh em cũng có thể gọi là làm theo anh em mình thử trải nghiệm xem nó cái vị mà hàu nó trộn với đu đủ thì ăn nó sẽ như thế nào ấy. Còn thực sự ấy thì bây giờ ấy là anh em mình cũng chưa biết là cái hương vị của nó như thế nào, thì bây giờ ấy là anh em mình sẽ gọi là đem cái số hàu này về và nguyên liệu về để anh em mình làm luôn, để anh em mình trải nghiệm cái vị gói hàu này trước, xong rồi sẽ cho mọi người biết cái hương vị của món này nó như thế nào nha các bạn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh rất là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một trang game kiếm tiền cực kỳ uy tín luôn. Nói chung là mình đã kiếm được tiền trên trang game này rồi thì mình mới giới thiệu cho anh em nhá. Thì trang game này có tên là LeonBet nha. Ưu đãi dành cho người mới thì cực kỳ là hấp dẫn nha. Thì khi mà anh em tạo một tài khoản trên LeonBet thì anh em sẽ nhận số tiền lên đến 37.500.000 để dùng để chơi các trò chơi để kiếm tiền nha anh em nhá. Tiền lạc của anh em càng lớn thì anh em nhận thưởng càng nhiều. Thì anh em sẽ nhận tiền thưởng này trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký tài khoản LeonBet nha. Thì anh em hãy đăng ký tạo tài khoản LeonBet để chiến thắng luôn nhá. Trên LeonBet ấy thì anh em sẽ thấy có rất là nhiều trò chơi này. Nói chung là anh em dễ thấy là ví dụ như là Baccarat này, Poker này và rất là nhiều trò chơi khác này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Đấy thì có rất là nhiều trò này. Ví dụ như trò gọi là trò Sweep này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Đây, đấy, anh em thấy không? Đấy, rất là nhiều trò chơi luôn nha anh em nha, mà cực kỳ uy tín. Đấy, thì anh em nào mà cũng muốn kiếm tiền trên LeonBet ấy thì nhanh tay nhấn vào link mình đặt ở dưới phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha anh em nha. Những con hàu ấy thì anh em mình đã gọi là trần sơ qua nó rồi nha các bạn nha. Đấy, sau khi mà trần sơ qua xong là anh em sẽ gọi là cậy nó ra. Thì đây là những con hàu mà anh em đã cậy được này các bạn này. Mình thấy hàu rất là béo luôn. Ui. Con này béo thật sự luôn đấy mọi người ạ. Đây, con này mà gọi là chén luôn thì ngon đấy Tiến ạ. Con nào béo? Anh nói thế béo là gì? Ừ, rồi. Thôi rồi nhá. Con này béo. Ui dồi ôi, con của Tiến nó béo thật sự luôn đấy. Con nào béo? Con nào béo nhỉ? Đây mọi người sẽ thấy này. Đây luôn mọi người nhá. Nói chung là hàu này anh em mình đã trần sơ qua rồi, để cho cái con hàu ấy nó kiểu nó co co lại thì nhìn nó sẽ mẫm như này nha các bạn nhỉ. Căn bản là cũng phải hàu to nữa thì nó mới béo múp như này. Đấy, anh em mình sẽ cậy hết số hàu này ra. Thì đây, bên này thì gọi là anh em sẽ bào sợi cái đu đủ và cà rốt ra như này, để tí anh em mình làm cái gia vị để trộn với cả hàu nha các bạn nha. Nguyên liệu và hàu thì anh em mình đã chuẩn bị xong hết cả đây rồi nha các bạn nha. Đó, đây là đu đủ bào sợi này, rồi cà rốt bào sợi này. Ở đây anh em mình có ớt này, hành tím, chanh nha các bạn nha. Đấy, nào bây giờ thì anh em mình sẽ cho hết vào để anh em mình trộn làm cái món này. Như âm trường nhỉ. Ui giời. Đấy. Ui giời. Đấy. Ớt này. Ớt này các bạn này, cho rất là nhiều ớt đấy. Đấy. Hành tím này, hành tím mình cho cũng rất là nhiều này. Anh nghĩ thế này thôi nhỉ, nhiều hành tím quá. Đấy, tuột.
Đấy. Vào chanh anh em ơi. Sau này thì mình cho cốt chanh này. Chưa không nào đã thấy rớt hết luôn miếng rồi. Rớt luôn miếng chưa? Đấy, đây là cái gọi là cốt chanh nha các bạn nha. Công đoạn bóp chanh không là đã thấy rồi. Cho thì đi. Tiếp đến là cái nước trộn các bạn ạ. Nước trộn này. Nước này thì có nhưng mình gồm đường, đường, nước mắm nha các bạn nha. Đấy. Mình cho hào lên đi. Đấy, bây giờ như mình sẽ cho hào mà như mình gọi là đã cậy ra rồi đấy con này. Ui giời ơi, siêu nhiều luôn. Nhiều nha. Đấy, hàu đấy con ạ. À. Hàu nhiều nha. Chưa. Nhiều lắm. Đấy, tiếp theo là sẽ đến một ít gọi là rau răm nha các bạn nha. Đấy, xong là anh em sẽ bắt đầu trộn lên nữa. Đây mình trộn mọi người nha. Trộn nhẹ nhẹ thôi em ạ, không vỡ cái sữa hàu ra là gọi là hỏng bê bét hết rồi đấy. Đỡ em sợ, em sợ nó rơi. Nói chung là cứ trộn từ giữa xào lên. À, nhẹ nhàng thịt cám. Nhìn ngon nhỉ. Ui giời, nhìn món gỏi hàu trộn của anh em mình ngon thật sự luôn đấy con ạ. Trộn đều hết lên để cho gia vị những thứ nó ngấm vào. Cái này không dám trộn. Ui. Cái gì đây? Cái gì đây? Không. Đây là quả cá hay quả gì đây? Giống cái quả. Nhưng mà sao ở đâu ra quả này thế này? Táo tàu. Táo tàu á? Không phải táo tàu. Táo sự, tàu làm gì có vuông xanh này. Thực sự là anh em mình không biết đây là quả gì mà tự nhiên nó là trong cái mâm nguyên liệu anh em mình làm này. Không biết ăn quả này có ngộ độc không? Tôi thì chắc là anh em mình sẽ bỏ nó ra nha các bạn nhỉ. Chứ ăn cái này không biết nó là cái gì, tự nhiên mà anh em rõ ràng là rõ ràng làm nguyên liệu mà. Đâu, theo những nhà nghiên cứu cho biết thì quả này ăn được các bạn. Quả gì đây? Được khẩm vị không? Quả này có hột. Táo mèo. Cảnh thế. Táo mèo. Đúng không? Nè. Cherry hay sao ấy? Thấy ngọt ngọt nhưng mà sao cay nhỉ? Cay là chắc là do vừa bám ớt ở đây này. Bám ớt đây mà. À. Con này nó cay mà. Đấy không biết là anh em làm nguyên liệu kiểu gì mà nó tự nhiên lại lọt cái quả ấy ra. Ui trời, chỗ nó cấp một cung vỡ con nào rồi, chỉ rơi mấy con. Đây con ạ. Đây, anh em đang trộn không vỡ nào luôn, nhìn gọi là gỏi hàu này, nhìn đấy, chất lượng nhỉ. Ngon đấy con ạ. Không biết trải nghiệm nó như nào thôi. Đấy. Cho đều tất cả các cái ra. Ngon. Đấy, đấy con ạ. Thì anh em sẽ trộn đều lên để cho gia vị nó ngấm vào hàu rồi nguyên liệu thứ. Sau này thì mình sẽ gọi là trải nghiệm cái món gỏi hàu trộn đu đủ này nha các bạn nha. Sau một hồi anh em mình gọi là trộn đều hàu và gia vị những thứ ấy, thì bây giờ là mình nghĩ là nó ngấm rồi, đều lắm rồi. Thì bây giờ là anh em sẽ bắt đầu gọi là chén cái món gỏi hàu trộn đu đủ của Việt Nam nha các bạn nha. Đấy, đu đủ của Thái Lan trộn ghẹ những thứ thì đơn giản và bình thường rồi. Okay. Hôm nay là anh em mình chơi cái món này thử xem. Nào, anh em trải nghiệm đi. Trải nghiệm luôn mọi người. Chén này, chén này. Tét luôn. Ủa. Ăn phát mấy con luôn. Ăn cho nó bon mồm. Mời mọi người nhá. Bởi vì sao mà anh em mình cho rau răm, bởi vì hàu này là nó gọi là tăng kích thích. Đâu để anh em mình cân bằng nha các bạn nha. Túng túng. Nói chung là anh em hiểu nó như thế. Mời tất cả mọi người nhá. Ui béo lắm mày ạ. Hào béo rồi. Ui nhìn ngon đấy. Rau ấy. Cái này này rau nhớ hàu. Mọi người nhá. Hai con. Béo. Hình như là cái đu đủ với cà rốt để ăn hàu là chuẩn đấy nhỉ. Không bị gây cỏ. Không bị gây cỏ. Em nghĩ là ăn nhiều sẽ không bị gây cỏ. Nhưng có cái cà rốt bảo mày cái đu đủ này. Ui hay đấy, béo nhỉ. Ngon đấy. Ủa. Nói chung là rất là nhiều hàu đấy. Màu mè loe loẹt cá nha các bạn nhỉ, nhìn rất là ngon luôn. Cay nữa. Một cái nước này. Ăn thơm cực. Nó ra kiểu cái nước của cái hành này. Thơm lắm. Đấy anh em thì cứ gọi là được ăn rất là nhiều thể loại hàu rồi. Hàu lướng, hàu gỏi, hàu sốt Thái những thứ rồi. Nhưng mà hôm nay là anh em chơi kiểu ăn hàu này,
xong rồi lại còn trộn gói đu đủ, xong rồi còn ăn cả rau răm. Mình chưa ăn hàu với rau răm bao giờ con ạ. Cái này kiểu lạ nhỉ. Lào. Nếu mà trộn thì nó vị hàu nó cũng rõ, nhiều nay vị hàu nó rõ béo không vậy, mà cái rau riết là trộn cùng lại vị nó cũng riêng ra. Ăn hay lắm, còn giòn. Như kiểu lộn nhỉ. Hàu đu đủ này ăn hợp với tao mọi người. Cảm giác ăn nó không bị tanh mọi người. Hàu ăn béo. Ăn với cả cái này béo. Hợp lắm. Béo thì chắc chắn rồi, mọi người sẽ thấy là con hàu nó to vãi trưởng ra mọi người ạ. Béo thật sự luôn. Tí đây mọi người nha. Đây mạnh còn chấm thêm vào cái nước trộn này. Cay lắm mọi người ạ. Nước trộn ngon. Ngon. Tí rau răm. Béo lắm. Đấy, sau khi mà anh em trải nghiệm thì bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm nha các bạn nha. Đây, mình sẽ thử hàu này. Hàu đây. Đấy, để anh thử bông. Anh em vừa gom thôi anh. Có chén quen vừa. Đây. Nói chung là nhìn nó không được trộn đều khi mà mình bốc, kiểu mạnh nó bốc cho từng con đấy. Đây. Mình mời tất cả mọi người nhá. Cay mọi người. Khi mà mình trải nghiệm cái món này đầu tiên sẽ là cái vị con hàu ấy nó béo, nó tan trong miệng. Em bắt đầu đến cái phần đu đủ và cà rốt ấy, ăn thì nó giòn giòn, xong gia vị những thứ nó ngấm vào, vị cay cay một xíu, rồi có cái vị rau răm nữa các bạn ạ, kiểu nó hòa quyện, kiểu nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Kích thích ăn ngon. Làm bốc rồi bạn này. Mấy con bốc ăn cho nó ui. Mồm. Ui, xong có thêm vị hành tím nữa, thơm ngon thật sự luôn các bạn ạ. Đầy quá không nhỉ. Đây, ăn nó bon mồm các bạn ạ. Ngon đấy. Đấy. Cái anh em xịt soạn liên tục. Đéo quá. Nói chung là thật sự mọi người ăn hàu nó béo, nó tan trong miệng ngon cực luôn đấy mọi người ạ. Mọi người nghe cái độ giòn không? Còn nhỏ anh em ăn đây. Ôi, quả không ai cứu rồi. Ngon quá. Ui, còn béo thế. Mỗng nước buồn này. Không buồn. Mỗng nước buồn. Nói chung là ăn kiểu gói trộn này thì anh em cứ kiểu bốc kiểu đầy đủ gia vị luôn ấy. Nó như này, đấy. Anh kiểu hay nhá. Có tí đu đủ mẹ, có cái cà rốt để ăn hay lắm. Đang rét ăn vào cái ấm trông thấy luôn. Đục cú mèo. Quá. Béo lắm nha các bạn nha. Đây, ừ, rất là nhiều hàu ấy. Bên dưới như thế nào ạ? Bên trên này thôi. Nói chung là nó còn rất là nhiều hàu, đầy bạch một tí đây ra rất là nhiều hàu luôn. Đây, mình thử combo hàu này. Đấy, đầy đủ gia vị của một miếng gỏi hàu trộn đu đủ nó sẽ như thế này. Cay đấy mọi người ạ. Hôm nay thời tiết miền Bắc hơi se se lạnh. Cay quá. Vừa hôm qua nóng hôm nay lại lạnh. Chết ảo mà. Ui, cái đu đủ cả rốt giòn rồi. Cái thời tiết của miền Bắc ấy thì nó kiểu lật mặt như là lật bánh tráng ấy mọi người ạ. Kiểu vừa hôm qua thì còn nóng còn cải trần, đến hôm nay thì đã lạnh gọi là sun một số thứ rồi mọi người ạ. Đấy, kiểu như là con hàu này khi mà nó kiểu lạnh ấy, nó sẽ bị co lại nha các bạn nha. Đây. Thực sự là nếu mà để làm cái món này ấy, trải nghiệm thì anh em cứ kiểu phải ăn kiểu vừa trộn xong là ăn luôn, bởi vì nó là món gỏi trộn ấy. Thì cái độ tươi và giòn ấy, còn nếu mà anh em mà để lâu ấy thì cái cà rốt với đu đủ nó bị yếu ấy, thì nó sẽ kiểu không còn độ giòn nữa, thì ăn cũng mất đi một cái phần đặc trưng của cái vị nha các bạn nha. Ngọt quá. Bên rồi. À, cay mọi người ạ.
ăn đúng vào thời tiết này. Em khoe bói tôm răm gì vậy? Nhiều tôm răm quá, không một số thứ. Đấy, thì hôm nay anh em mình trải nghiệm cái món này. Thì anh em thấy cảm thấy như nào? Cái món này ăn này được nhỉ, chuẩn đấy. Ăn nó kiểu này mình ăn nó cảm giác con hồng nó không bị gây cổ ấy. Bình thường là ăn hồng nhiều sẽ bị nhanh gây cổ mọi người nhá. Thôi mình ăn cái này mình vốc nguyên tùng mà ăn với đu đủ với cả cà rốt bào này nó không bị gây cổ đâu, ăn ngon lắm. Này sốt theo cái kiểu Việt Nam này ngon mọi người ạ. Bây giờ sốt Thái thì anh mình ăn quen nhưng mà nay thêm được cả cái kiểu sốt như này ăn cũng khá là tuyệt vời ạ. Cảnh phết ạ. Đó mọi người ạ. Thì hôm nay á thì thực sự là anh em mình ăn nhiều loại hàu rồi. Hôm nay anh em mình phá cách một xíu là anh em mình dùng hàu để trộn với cả đu đủ nha các bạn nha. Thì tạo lên một cái món mà mọi người sẽ thấy là anh em ăn gọi là coi như là đã gần hết luôn này các bạn này. Đấy. Đây. Ngon thật sự luôn. Ăn với đu đủ với cả cái cà lốt này ăn. Đấy mọi người cái món này ấy, ăn cái vị hàu nó béo tan trong miệng xong có giòn giòn của cái vị kiểu đu đủ với cả cà rốt những thứ rồi gia vị những thứ ngấm vào. Anh đấy ăn nhá. Kiểu nó không bị ngấy ấy, kiểu quấn luôn. Anh đấy xem lúc ăn cái đu đủ với cái cà rốt này, con hàu cắn con hàu nó vỡ ra như kiểu là cái sữa trong ngấm trong. Ừ. Hay lắm. Như kiểu sữa tươi. Thực sự là món này béo và ngon đúng không? Ừ. Béo lắm. Đấy. Ngon đến một chóp luôn. Anh em đã thấy là hôm nay anh em mình làm một món phá cách một xíu nhưng mà không ngờ nó lại có thể gọi là ăn được nó ngon như này. Dễ ăn nha các bạn nha. Ngon lắm. Nó kiểu đầy đủ gia vị ấy. Bình thường hàu hấp anh mình làm thì dễ và đơn giản rồi. Ừ. Nhưng mà chỉ có mùi vị của hàu với cả mù tạt những thứ không thôi. Nhưng hôm nay là có thêm gia vị những thứ này thì sẽ tạo lên một vị khác biệt. Ăn cũng khá là ok nha các bạn nha. Thì hôm nay ấy, anh em đã làm thử cái món là gỏi hàu, gọi là trộn đu đủ theo phong cách của anh em mình. Và đã cho mọi người biết là cái cảm giác và hương vị của món này nó như nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Kiểu như vãn hết rồi, chỉ còn vài con hàu thôi nha các bạn nha. Thì anh em nào có xem được clip này coi như mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cái cả like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều. Để ủng hộ anh em mình, để anh em mình có động lực anh em mình ra những clip khác hay hơn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.